Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hoàng Thị Bích Thủy, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính hiện nay của Bích Thủy là đang phân phối trà hòa tan Multifood của tập đoàn Big Mai cùng với team Win-Win 9319. Và thật sự Bích Thủy rất là hạnh phúc, rất là vinh dự và tự hào khi được là một thành viên của 9319 ạ. Và sở thích của Bích Thủy hiện nay là Bích Thủy thích làm ra thật nhiều tiền, thích đi du lịch, thích mua sắm và thích giúp đỡ, lan tỏa cái giá trị giúp cho tất cả mọi người xung quanh Bích Thủy khắp nơi trên toàn thế giới thịnh vượng về tự do về thời gian, tự do tài chính và kể cả về thịnh vượng về sức khỏe cũng như sắc đẹp của mình. Đó là điều Bích Thủy đang rất mong muốn để trao đi giá trị giúp cho nhiều người hơn nữa ạ. Và Bích Thủy rất là vinh dự và tự hào khi đã có mặt trong cái khóa học lần thứ hai của Thực Chiến Thay Đổi Để Thành Công. Thì Bích Thủy tin chắc rằng quý cô chú các anh chị chúng ta cam kết với chính bản thân mình, với cuộc đời của chính mình và gia đình mình, cũng như là với tương lai của con cái và cái sự báo hiếu của cha mẹ của mình. Thì chúng ta hãy cam kết đầy đủ có mặt trong 30 buổi của cái khóa học Thực Chiến Thay Đổi Để Thành Công này, bởi vì mỗi ngày là một cái mắt xích sẽ kết nối những giá trị, những cái bài học đến với nhau. Bởi vì gọi là thực chiến cho nên chúng ta cần có mặt đầy đủ trong 30 ngày. Bởi vì cái giá trị mà rất là sâu sắc của Bon Son Võ Hồng Tâm, là của người thầy trong cuộc đời của Bích Thủy trao đi cho các anh chị, thì thật sự là với tâm cho đi thì thầy chỉ mong muốn tất cả chúng ta đón nhận những kiến thức, những cái bài học mà thầy đã tích lũy kinh nghiệm trên 12 năm sẽ truyền tải tới chúng ta trong cái khóa học 30 buổi này, để mong muốn là giúp cho tất cả chúng ta được sự giàu có và thịnh vượng thật sự, với hai từ là thụ động thật sự đến với cuộc đời các anh chị. Thì nội dung ngày hôm nay phải nói là học về lòng biết ơn các anh chị. Thì thật sự là trong cuộc đời chúng ta cần biết ơn tất cả mọi thứ, bởi những gì đến với trong cuộc đời chúng ta tất cả là đều do duyên tất cả, đúng không ạ? Chúng ta hội tụ nhau trong cái khóa học lần thứ hai này cũng là do duyên mà chúng ta gặp nhau, để chúng ta cùng bước vào khóa học và cùng nhận nhiều giá trị của thầy trao đi cho chúng ta. Thì Bích Thủy phải nói là rất chân thành và sâu sắc cảm ơn từ tận đáy lòng của mình với những nội dung mà ngày hôm nay Bích Thủy đã học được. Mặc dù Bích Thủy đã học rồi trong khóa học lần thứ nhất, nhưng càng học thì chúng ta thấy là kiến thức không bao giờ thừa và không bao giờ là đủ cả, đúng không các anh chị? Và ngày hôm nay được học sâu về lòng biết ơn, được mổ xẻ rất là chi tiết, rất là cụ thể, thì Bích Thủy tin chắc rằng chúng ta trong cuộc đời có thể là chúng ta đã đâu đó nói những lời cảm ơn, nhưng nó không xuất phát từ trái tim, từ trong cái suy nghĩ của chúng ta, cho nên trong cuộc đời chúng ta vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay hy vọng rằng qua bài học của thầy thì tất cả quý cô chú các anh chị chúng ta áp dụng tốt hơn nữa để khai mở và gửi đúng cái tâm của mình lên vũ trụ, thì vũ trụ sẽ ban lại tất cả những gì mà chính trong lòng chúng ta, đó là sự biết ơn thật sự ạ. Bích Thủy xin cảm ơn tất cả những gì mà đã đến với cuộc đời của Bích Thủy để cho Bích Thủy có được như ngày hôm nay, và cảm ơn Bích Thủy rất là may mắn, đủ duyên đủ phước để có mặt trong team Win-Win 9319, được sự dẫn dắt và sự chỉ dẫn của hai người ơn của cả cuộc đời Bích Thủy, đó là giám đốc chị Lê Ngọc Mỹ cùng với Bon Son Võ Hồng Tâm, là hai người ơn suốt cuộc đời mà Bích Thủy phải luôn ghi nhớ. Bởi vì sự xuất hiện của Bon Son Võ Hồng Tâm và giám đốc Lê Ngọc Mỹ đã cho Bích Thủy có được như ngày hôm nay, tăng trưởng và càng ngày cuộc sống thay đổi và thịnh vượng hơn. Bích Thủy mong rằng những cái giá trị này trong các khóa học các anh chị sẽ đón nhận được nhiều bởi vì qua khóa học thứ nhất Bích Thủy đã thay đổi tất cả mọi mặt các anh chị. Thì Bích Thủy cũng mong được rằng trong khóa học này chúng ta cũng sẽ được nhận như những gì Bích Thủy cảm nhận ngày hôm nay. Và một lần nữa Bích Thủy xin chân thành cảm ơn rất chân thành và sâu sắc đến hai người ơn của Bích Thủy, đạo chị giám đốc Lê Ngọc Mỹ cùng với Bon Son Võ Hồng Tâm, và kính chúc cho thầy hai người ơn của Bích Thủy được mạnh khỏe, thịnh vượng, bình an và may mắn trong cuộc sống để lan tỏa giá trị này nhiều hơn nữa đến với cộng đồng. Và xin cảm ơn tất cả quý cô chú các anh chị đã tin tưởng
và đồng hành cùng Bích Thủy trong suốt thời gian qua. Và cảm ơn tất cả những quý cô chú các anh chị trong khóa 2 chúng ta đang có mặt trong khóa học thực chiến thay đổi để thành công. Thì Bích Thủy mong rằng những gì tốt đẹp khi chúng ta cam kết 30 buổi của khóa học này thì chúng ta sẽ được thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả về tinh thần, thể chất và bên sâu trong nguồn gốc rễ chúng ta, và kể cả tương lai tài chính chúng ta sẽ được thịnh vượng hơn ạ. Bích Thủy xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều ạ. Và ngày mới Bích Thủy kính chúc cho tất cả chúng ta được một ngày mới là tràn đầy năng lượng, vui vẻ, thuận lợi, may mắn và thành công. I love my team. Vinh Vinh 9319.